Mục lục. Thứ nhất, Phật thuyết kinh so sánh công đức về thần chú diệt trừ tội chướng của 12 danh hiệu chư Phật. Thứ nhì, lễ lạy theo tiếng chuông và danh hiệu Phật có sẵn. Thứ ba, thần chú diệt trừ tội chướng của 12 chư Phật. Thứ tư, bài sám hối trong 10 ngày. Phần 1. Phật thuyết kinh so sánh công đức về thần chú diệt trừ tội chướng của 12 danh hiệu chư Phật. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1250 vị đại bích sư ở trên núi Thứ Phong gần đại thành Vương Xá. Ngoài ra còn có 12.000 vị đại Bồ Tát với Vô Năng Thắng Bồ Tát làm thượng thủ. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Từ Thị Bồ Tát rằng: Này Từ Thị, từ đây về hướng đông, vượt qua 10 bất khả thuyết chư Phật quốc độ ức trăm ngàn vi trần số cõi Phật, có một thế giới tên là Giải Thoát Chủ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Hư Không Công Đức, Thanh Tịnh Vi Trần, Đẳng Mục Đoan Chánh, Công Đức Tướng, Quang Minh Hoa, Hồng Liên, Lưu Ly Quang Bảo Thể Hương, Tối Thượng Hương, Cúng Dường Ngật, Chủng Chủng Trang Nghiêm Đảnh Kế, Vô Lượng Vô Biên, Nhật Nguyệt Quang Minh, Nguyện Lực Trang Nghiêm, Biển Hóa Trang Nghiêm, Pháp Giới Xuất Sanh, Vô Chướng Ngại Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Với tùy tâm như ý, Ngài hiện đang hành đạo tiêu diêu và thuyết pháp ở nơi đó. Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào phạm 4 trọng tội, thì do bởi trọng tội của người ấy, giả sử đất ở Châu Thắng Kim biến làm vi trần và mỗi vi trần làm thành một kiếp. Dù người ấy có nhiều kiếp tội như thế, nhưng khi xưng danh hiệu của Đức Phật này một lần và lễ bái một lần, thì tội tất đều diệt trừ. Huống nữa là có ai ngày đêm thọ trì đọc tụng và nhớ niệm chẳng quên, công đức của người đó là chẳng thể nghĩ bàn. Ở trong thế giới kia có một vị Bồ Tát tên là Nan Thất Vô Chướng Ngại Vương. Ngài đã được Như Lai thọ ký sẽ thành Phật, hiệu là Hào Tướng Nhật Nguyệt Quang Minh Diễm, Bảo Liên Hoa, Cố Như Kim Cang Thân, Quang Minh Biến Chiếu, Vô Chướng Ngại Nhãn, Viên Mãn Thập Phương, Phóng Quang Phổ Chiếu, Nhất Thiết Phật Sát, Tướng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ở phương đông của thế giới kia lại có một Đức Phật, hiệu là Nhất Thiết Trang Nghiêm Vô Cấu Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm. Ở phương nam có một Đức Phật, hiệu là Biện Tài Anh Lạc Tư Niệm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm. Ở phương Tây có một Đức Phật, hiệu là Vô Cấu Nguyệt Tướng Vương Danh Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm. Ở phương Bắc có một Đức Phật, hiệu là Hoa Trang Nghiêm Tác Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm. Ở hướng Đông Nam có một Đức Phật, hiệu là Tác Đăng Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm. Ở hướng Tây Nam có một Đức Phật, hiệu là Bảo Thượng Tướng Danh Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm. Ở hướng Tây Bắc có một Đức Phật, hiệu là Vô Úy Quán Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm. Ở hướng Đông Bắc có một Đức Phật, hiệu là Vô Úy Vô Khiếp Mau Khổng Bất Thụ Danh Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm. Ở phương dưới có một Đức Phật, hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Căn Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm. Ở phương trên có một Đức Phật, hiệu là Kim Quang Uy Vương Tương Tự Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm. Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Từ Thị: Nếu có chánh tín thiện nam tử hay chánh tín thiện nữ nhân nào chỉ tâm xưng danh hiệu của 12 Đức Phật này, thì suốt 10 ngày hãy nên sám hối tất cả nghiệp tội. Hết thảy chúng sanh có bao nhiêu công đức hãy đều nên tùy hỷ. Hãy khuyến thỉnh tất cả chư Phật trụ lâu ở thế gian, hãy dùng các thiện căn của mình hồi hướng đến khắp chúng sanh trong pháp giới. Ngay lúc đó tất cả nghiệp tội của họ sẽ liền được diệt trừ, tất cả nghiệp chướng được thanh tịnh, liền được thành tựu đầy đủ trang nghiêm tất cả Phật độ và thành tựu đầy đủ vô úy. Họ lại được đầy đủ thân tướng trang nghiêm, đầy đủ chư Bồ Tát làm quyến thuộc vây quanh, được đầy đủ vô lượng tổng trì, đầy đủ vô lượng chánh định và đầy đủ Phật độ trang nghiêm như ý. Họ cũng được đầy đủ vô lượng thiện tri thức,
mau được thành tựu những việc như đã nói ở trên và không tăng không giảm. Ở trong chốn phiền não, họ tu hành vô thượng chánh đẳng chánh giác và có tướng mạo đoan chánh, quả báo đáng mừng thay. Họ cũng được tài bảo giàu sang, luôn sanh vào dòng dõi tôn quý, thân tướng trọn đủ và cũng được quyến thuộc hiền hòa vây quanh. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào thọ trì Phật danh này trong đời đời kiếp kiếp, được người khác kính mến, quang minh uy lực lớn, tôn quý trong hàng người, về sau sẽ thành Phật. Đức Phật lại bảo Ngài Từ Thị: nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thọ trì các danh hiệu của chư Phật đó thì cũng nên tụng chú này. Chú thuyết như vậy: Đa Điệt Tha, A Xí Ma Xí, Tam Mạng Đa Mục Xí, Táo Đế Dục Yết Đế, Ni Lục Đế, Ni Lục Đế Bắc Tỳ, Tam Ma Dư Kỳ, Chắc Đa Tỳ Bạc Đế, A Xí Ma Xí, Ma Đà Nể Tỳ Bạc Đế, Tam Mạng Đa Cầu Nể, Tác Đế Gia La Di, Dục Các Đế, Bác Dục Các Đế, Hê Lợi Di Lợi Ma Tư Lệ, A Nẫm Mê, Già Mê, Ác Chất Trí, Mạc Chất Trí, Bộ Chi, A La Hê, Bà Hư Si, Già Du Già La Hê, Hê Ma Bà Đế, Thù Đế Ma Đế, Đạt Ma Chân Đế, Chu Đa Bằng Chỉ, A Tỳ Sai Tỳ, A La Đà Bà Xoa Di, Sa Càng Đà Tỳ Bạc Đế, Na Ma Tát Bà, Phật Đà Bồ Đề Tát Đa Tỳ Tỳ Gia, Tất Kiền Đố Mạng Đái Ba Đà, Phật Đà Đề Sắc Đế Đa. Khi tuyên thuyết thần chú đó xong, Thế Tôn lại nói kệ rằng: ai thọ trì chú này sẽ gặp 60 ức hiện tại 10 phương Phật luôn hộ niệm người ấy. Ở mọi nơi sanh ra thường gặp thiện tri thức, tâm mong muốn điều gì tất cả đều cát tường. Do tụng thần chú này thường sanh trước chư Phật, trên hoa sen vi diệu hóa sanh không bào thai. Chánh niệm chánh hạnh ý, trí tuệ thêm tăng trưởng, nghe qua đều tổng nhiếp, nghe rồi chẳng lãng quên. Người thọ trì chú này có được phước như vậy, ai tụng Phật danh này ở nơi họ sanh ra, xa rời các đường ác, mau sanh vào chốn lành, đắc tổng trì thiền định, tối diệu tối thắng xứ. Thọ trì chẳng lãng quên cho đến thành Phật đạo đều do chư Phật danh và sức của thần chú. Dù ai thí bảy báu đầy ngàn vạn ức độ, thọ trì Phật danh này phước báo hơn kẻ kia. Tu hành đạo Bồ Tát luôn biết việc đời trước, lìa xa mọi hoạn nạn, liền được nơi an ổn. Luôn sanh thời có Phật, gặp Phật nghe chánh pháp, có được tâm tính hạnh. Khi có tính tâm rồi sẽ luôn cúng dường Phật. Gặp Phật nghe pháp rồi, tâm sanh đại hoan hỷ. Khi thấy chư Phật rồi, cầm phẩm vật vi diệu cúng dường dân chư Phật. Ai thọ trì Phật danh suốt ngàn vạn ức kiếp, xả lìa tội sanh tử, Phật đạo mau viên thành. Nếu ai mà chỉ tâm 7 ngày niệm Phật danh, sẽ được mắt thanh tịnh, khéo thấy vô lượng Phật. Khéo trì Phật danh này, liền được vô lượng phước, ở nơi họ sanh ra, trời người luôn cung kính. Nếu ai trì Phật danh suốt ngàn vạn ức kiếp, không bị người nhục mạ, trong tất cả thế giới tiếng thơm lưu truyền khắp. Nếu ai trì Phật danh suốt ngàn vạn ức kiếp, trời người luôn cúng dường, không bị ai hủy báng, mau thành tựu Phật đạo. Nếu ai trì Phật danh chẳng sanh tâm khiếp nhược, trí tuệ không xảo ngụy, thường ở trước chư Phật. Nếu ai trì Phật danh ở nơi họ sanh ra, trời rồng quỷ tiệp tật, nghi thần tầm hương thần, phi thiên kim xí điểu, với loài đại mãng xà, người và loài phi nhân sẽ luôn cúng dường họ. Nếu ai trì Phật danh đời đời nơi sanh ra, luôn sanh nhà phú quý, đầy đủ tướng trượng phu, không có tâm đố kỵ, khỏe mạnh thích bố thí, lỗ lông trên thân thể thường tỏa dịu hương thơm, trong miệng giữa các răng lại tỏa mùi hương thơm chiên đàn đỏ cõi trời cùng các mùi hương khác, suốt ngàn vạn ức kiếp hương thơm chẳng gián đoạn, đời đời nơi sanh ra âm thanh như phạm thiên, cũng như chim diệu thanh, các loài chim mạn mạn, người trì pháp vương danh phước họ như vậy đó. Nếu ai trì Phật danh sanh trong hoa bảy báu, hoa có ngàn ức lá, đầy đủ tướng uy quang. Nếu ai trì Phật danh, cha mẹ hàng quyến thuộc, hiền hòa không tranh tụng, vĩnh viễn chẳng cách xa. Nếu có người nữ nào thọ trì kinh điển này, xả bỏ lìa thân nữ, chuyển sanh làm thân nam. Khi được thân nam tử, sẽ liền thành Phật đạo, chuyển pháp luân vô thượng, tùy ý vào tịch diệt. Nếu ai trì Phật danh, dao gậy chẳng thể hại, nước lửa không diềm đốt, quan lại chẳng thể giết. Nếu ai trì Phật danh, ác giả chúng ma binh, đi đứng nơi nằm ngồi, không thể thừa cơ hại. Nếu ai trì Phật danh, đời đời nơi sanh ra, phi hành du hư không, đến tận vô biên cõi, diện kiến chưa Như Lai, khéo hỏi nghĩa thâm sâu.
Vô lượng chư Phật kia liền biết tâm ý họ nên nói pháp vi diệu và thọ ký thành Phật. Được nghe thọ ký rồi, tâm sanh đại hoan hỷ, đối với pháp chư Phật quyết định không còn nghi. Chư Phật Thế Tôn kia tuyên giảng pháp sâu xa, người ấy nghe pháp rồi, thọ trì mãi chẳng quên, về sau được thành tựu sáu độ và các địa. Vô úy và năm lực, tướng hảo và vẻ đẹp, Phật độ và chúng sanh tùy ý mà sẽ được. Sanh trong cõi nước kia, khéo mau thành chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng, tùy ý vào tịch diệt. Nếu có thiện nam tử, cùng với thiện nữ nhân, thọ trì kinh điển này, công đức như nói trên. Nếu ai trì kinh này, cẩn thận chớ buông lung, phước nghiệp như ở trước, nên suốt trong một kiếp, hoặc là một kiếp giảm, tinh cần luôn đọc tụng, không sanh tâm biến lười. Tà này giáo sắc rằng, ai niệm chư Phật đó, thường trụ công đức tạng, như mây giữa hư không, luôn theo chỗ người ấy. Nếu ai nghe Phật danh, một kiếp giảm, nghe rồi sanh tĩnh tâm, người ấy là tối thắng. Cũng là bậc đại trí, tôn quý trong hàng người, cũng là đại trượng phu, đại danh vang thế gian. Cho nên ta nay bảo, từ thị hãy lắng nghe, ai có đại trí tuệ, phương tiện khéo liễu giải, tinh tấn chớ buông lung, luôn gần thiện tri thức, nghe được kinh điển này, về sau thành Phật đạo. Lúc Phật thuyết kinh này xong, từ thị đại Bồ Tát cùng chư Bồ Tát, các vị đại bích su, trời rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim xí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, khi nghe lời Phật dạy, họ hoan hỷ phụng hành. Kinh so sánh công đức về thần chú diệt trừ tội chướng của 12 danh hiệu chư Phật. Từ phần này trở đi là chỉ còn chữ và tiếng chuông, nhưng có một điểm cần chú ý, đó là vì trong kinh nói rằng suốt 10 ngày hãy nên sám hối tất cả nghiệp tội, hết thảy chúng sanh có bao nhiêu công đức hãy đều nên tùy hỷ, hãy khuyến thỉnh tất cả chư Phật trụ lâu ở thế gian, hãy dùng các thiện căn của mình hồi hướng đến khắp chúng sanh trong pháp giới, rất giống với các đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, nên mình trích phần Phổ Hiền hạnh nguyện trong kinh Hoa Nghiêm ra để các bạn trì tụng trong 10 ngày. Vả lại trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật cũng nói rằng, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào, dùng các vật bảy báu thượng diệu tràn khắp vô lượng vô biên bất khả thuyết Phật độ cực vi trần số ở tất cả thế giới trong 10 phương, cùng bố thí mọi điều an vui tối thắng của cõi trời hay nhân gian, cho hết thảy chúng sanh đến tất cả thế giới kia, lại cúng dường liên tục không ngừng nghỉ những phẩm vật như thế cho chư Phật Bồ Tát trong tất cả thế giới, và trải qua Phật độ cực vi trần số kiếp, thì công đức có được của họ sẽ là vô cùng tận. Nhưng nếu lại có người nghe về các nguyện vương này chừng một lần thoáng qua tai, công đức ở trước mà so với 1%, 1/1000 và cho đến 1/1 cực vi tế của công đức này thì cũng không bằng. Hoặc lại có người sanh lòng tin thâm sâu với các đại nguyện này, rồi thọ trì đọc tụng, cho đến biên chép chỉ một bài kệ 4 câu, người đó sẽ mau có thể diệt trừ 5 tội vô gián, tất cả thân bệnh và tâm bệnh của thế gian, muôn vàn sự khổ não và cho đến Phật độ cực vi trần số hết thảy nghiệp ác cũng đều được tiêu trừ. Tất cả ma quân, quỷ tiệp tật, quỷ bạo ác, quỷ uống hình, quỷ hút tinh khí, quỷ tinh linh và chúng ác quỷ thần ăn thịt uống máu thảy đều xa lánh. Hoặc chúng sẽ phát tâm mà thân cận và bảo hộ người đó. Cho nên nếu có ai đọc tụng các đại nguyện này thì họ đi khắp thế gian sẽ không bị chướng ngại. Như mặt trăng giữa không trung ra khỏi đám mây che, chư Phật Bồ Tát sẽ ngợi khen người đó. Hết thảy trời người đều nên lễ kính và tất cả chúng sanh đều nên cúng dường. Vị thiện nam tử này khéo được thân người và sẽ viên mãn tất cả công đức của Phổ Hiền. Không bao lâu thì người ấy sẽ như Phổ Hiền Bồ Tát và sẽ mau được thành tựu sắc thân vi diệu với đầy đủ 32 tướng của bậc đại trượng phu. Nếu sanh vào cõi trời hoặc cõi người thì bất kỳ nơi nào, họ luôn ở trong gia tộc tôn quý. Người đó sẽ có thể phá hoại tất cả đường ác, có thể xa lìa tất cả bạn xấu, có thể chế phục tất cả ngoại đạo và có thể giải thoát tất cả phiền não, như sư tử chúa có thể tồi phục tất cả loài thú. Người này đáng được thọ nhận cúng dường của hết thảy chúng sanh. Lại nữa, ở trong một niệm cuối cùng lúc người này sắp mạng chung, khi tất cả các căn thảy đều ly tán và hoại diệt, khi tất cả thân thuộc phải đều lìa xa, khi tất cả uy thế thảy đều mất tan, khi phụ tướng đại thần, cung điện thành quách, voi ngựa xe cộ và kho tàng trân quý, hết thảy đều chẳng thể theo cùng, duy chỉ những nguyện vương này sẽ luôn ở mãi bên mình. Ở tất cả mọi thời, các đại nguyện này sẽ chỉ dẫn người đó ở phía trước, và chỉ trong một điểm thì sẽ liền được vãng sanh về thế giới cực lạc. Khi đã vãng sanh, họ liền thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ, Diệu Cát Tường Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát,
Từ Thị Bồ Tát và chư Bồ Tát khác như thế. Sắc tướng của những vị Bồ Tát này đoan nghiêm, công đức trọn đủ và các ngài đều sẽ vây quanh người đó. Người này sẽ tự thấy mình sanh trong hoa sen và được Phật thọ ký. Khi đã được thọ ký, họ sẽ trải qua vô số tỷ ức na do tha kiếp, bất khả thuyết thế giới trong khắp mười phương mà dùng sức trí tuệ để làm lợi ích với tùy theo tâm nguyện của chúng sanh. Không bao lâu thì người ấy sẽ ngồi ở dưới cội đạo thụ nơi đạo tràng, hàng phục ma quân, thành chánh đẳng chánh giác và chuyển diệu pháp luân. Người đó có thể khiến chúng sanh nhiều như Phật độ cực vi trần số thế giới mà phát khởi đạo tâm, tùy theo căn tánh mà giáo hóa thành thục, cho đến hết biển kiếp ở vị lai mà có thể rộng làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào nghe được các đại nguyện vương này, rồi tin sâu, thọ trì đọc tụng và rộng thuyết giảng cho người khác, thì công đức có được của họ, trừ Phật Thế Tôn ra, không một ai có thể biết. Vì thế khi các ông nghe những nguyện vương này thì chớ sanh lòng nghi, hãy nên tín thọ thâm sâu. Sau khi tín thọ, hãy đọc tụng. Sau khi đọc tụng, hãy thọ trì, cho đến biên chép và rộng thuyết giảng cho người khác. Những người nào như vậy sẽ ở trong một niệm, các hành nguyện của họ đều được thành tựu, công đức có được sẽ vô lượng vô biên. Họ có thể ở trong biển khổ lớn của phiền não mà cứu vớt chúng sanh ra khỏi và đều khiến được bản sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Công đức có được khi trì tụng 10 đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát là bất khả thuyết. Vì thế nên nếu chúng ta dùng để sám hối trong 10 ngày này, mình nghĩ là sẽ mang lại kết quả tốt đẹp nhất. Chúc các bạn trong 10 ngày sẽ thành tựu được pháp sám hối này. Nam mô 12 danh hiệu chư Phật để diệt trừ tội chướng.